Hello, chào mọi người nha. Mình làm video nhiều nhưng mà hôm nay đi siêu thị mới thấy mấy cái đồ uống lạ này. Có thể là một số bạn uống nhiều rồi nhưng mà mình thì quanh năm suốt tháng cứ chọn là Coca, Pepsi, Sprite rồi Sting rồi các thứ, nhưng mà cái này chưa uống bao giờ. Cho nên là nảy ra một ý định là mua mấy cái lạ lạ này để về thử xem là nó ngon thật, có ngon hơn những cái đồ uống hàng ngày mình hay dùng hay không, hay là những cái kia người ta quảng cáo quanh năm suốt tháng nó thấm vào máu từ bé rồi, cho nên là bây giờ chỉ cứ chọn mấy cái đồ uống quen thuộc ấy. Đây là một cái đồ uống đóng lon. Cái tên này khó đọc quá. Shaper hương gừng. Xem nào. Nước giải khát. À. Tôi chết. Quanh đi quẩn lại vẫn sản xuất bởi công ty trách nhiệm nước giải khát Coca-Cola Việt Nam. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Ô, thế là vẫn là của ấy rồi. Đây, vẫn của Coca-Cola Việt Nam đây rồi. Sử dụng ngon hơn khi uống lạnh. Những cái đồ uống này thì năng lượng này, chất béo không, chất đạm không. Đường có 9 gram. Chủ yếu là chỉ để giải khát thôi. Dành riêng cho thị trường Việt Nam, không được xuất khẩu. Trọng lượng 100 đâu. Trong 330 ml thì năng lượng 120 kcal. Đồ uống hương gừng ở Big C mình thấy ghi là đồ uống cái gì hàng đầu thế giới ấy. Đây, bây giờ mình uống thử nha, xem nó có ra gì không. Bốc khói lên. Có hương gừng. Hơi chua chua. Nói chung là để mình uống thử thêm nào. Đây. Thêm hôm nữa này. Nó cũng bình thường. Cái này thì cũng chả biết sử dụng trong cái lúc nào được, ví dụ như kiểu làm Coca-Cola uống trong bữa ăn, hoặc là lúc nóng giải khát. Cái này thì vị là vị gừng. Nói chung là để mà đánh giá thì vẫn vẫn là của công ty Coca-Cola thôi, nhưng mà không không thể bằng Coca được. Cái này uống trong bữa ăn cũng không hợp lắm, chỉ uống chơi thôi. Uống chơi mà ai thích vị lạ thì uống thử. Chứ còn đây là cái cuối cùng của cái loại này mình mua. Vì có thể là nhiều người thấy ngon nhưng mà cái này là mình thấy nó không hợp lắm. Mình uống Coca trong bữa ăn cảm giác ăn nó ngon hơn. Uống tạm. Xin chào các bác nha. Tiếp theo mình xin giới thiệu các bạn nha. Cà phê cappuccino hiệu Mr. Brew.
cà phê uống liền Ritz Touring Coffee 240 ml, sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kinh Ca, khu công nghiệp Nhân Trạch, Đồng Nai, theo bản quyền sản xuất của Kinh Ca Food. Khuyến cáo và cảnh báo an toàn: không trực tiếp làm nóng cà phê đóng lon trên ngọn lửa hoặc trong lò vi sóng để tránh nguy hiểm. Sản phẩm có chứa thành phần của sữa và đậu nành. Sau khi mở lon, nếu thấy trường hợp sữa béo nổi hoặc lắng xuống đều là hiện tượng tự nhiên, không ảnh hưởng đến chất lượng. Kinh ca lại là hình cái ô tô. Bây giờ mình sẽ mở xem nhé. 240 ml. Ây à. Cà phê này thì không có ga. Uống cũng được. Cả hai lon này mình đều để lạnh uống. Cái lon nước gừng lúc trước ấy thì uống ban đầu thì mình chưa quen, nhưng sau mà để tủ lạnh ấy, khoảng ngồi làm việc một lúc xong lấy ra uống cũng có vị, cũng hay phết. Còn cái cà phê này thì để uống tiếp nữa. Brown cà phê liền, mình thấy có vị sữa. Ở đây là xem thành phần nè, thành phần đó là thành phần dinh dưỡng, năng lượng 44 kcal, protein 1,4 gram, chất béo 0,8 gram, chất béo bão hòa 0,6 gram, carbon hydrate 7,8 gram, đường 7,1 gram. Vị cũng được ạ. Uống hơi hơi ngậy hơn cái những cái cà phê đóng lon trước mình mua là của Nestlé. Ngậy đậy. Uống tiếp. Nói chung là về đánh giá điểm thì cái này uống cũng tạm được. Quãng 5-6 điểm. Không phải là ngon quá, nhưng mà cũng không dở, uống tạm. Kiểu như mà ngồi làm việc văn phòng mà để một lon này uống cũng hay, cũng được. Rồi, video mình đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé.